Xuân Long rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng cho tối nay và ngày mai, 2 tháng 3 năm 2022. Thưa quý vị, theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn tại Lâm Đồng, trong đêm nay và ngày mai, tỉnh chịu ảnh hưởng rìa phía Tây Nam, lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu. Trên cao ảnh hưởng của rìa Tây, hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng sẽ làm mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ toàn tỉnh phổ biến dao động từ 12 đến 34 độ. Cụ thể, khu vực các huyện phía Bắc của tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Khu vực khả năng sẽ không có mưa. Đêm nay, dự báo nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn những ngày trước. Nhiệt độ thấp nhất có thể là 12 độ, có nơi nhiệt độ dưới 12. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Khu vực các huyện phía Đông của tỉnh Lâm Đồng gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Thời tiết khu vực này chủ yếu là ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ dao động từ 16 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 68 đến 73%. Khu vực các huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Đây là khu vực có khả năng sẽ có mưa rào nhẹ và dông vài nơi vào chiều tối. Độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%, nhiệt độ dao động từ 17 đến 30 độ. Khu vực các huyện phía Tây Nam của tỉnh Lâm Đồng gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Thời tiết chủ đạo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Thời tiết khá nóng với nhiệt độ dao động từ 21 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 73 đến 78%. Thưa quý vị, cũng như nhiều địa phương khu vực Tây Nguyên, cà phê là loại cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều nông hộ ở Lâm Đồng. Hiện phần lớn diện tích cà phê đang ra hoa. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản về sau. Bởi vậy, bà con nông dân cần có giải pháp đầu tư chăm sóc khoa học. Trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng ngày sau đây, sẽ thông tin đến quý vị những giải pháp chăm sóc cây cà phê giai đoạn ra hoa. Quý vị thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.